Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh. Bạo lực học đường đã không còn là vấn đề gì đó quá xa lạ đối với chúng ta. Đặc biệt, mức độ tăng cao một cách báo động của chúng đã trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Vậy bạo lực học đường là gì? Có đơn giản là đánh, mắng hay là tạo những vết thương trên cơ thể của trẻ? Vâng, đó chỉ là bạo lực thân thể. Ngoài ra, còn có bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần hay là sự thờ ơ, sao nhãng của người lớn đối với trẻ. Đặc biệt, đối với trẻ em lứa tuổi mầm non vẫn còn quá nhỏ để có thể tự xử lý hoặc có thể tự bảo vệ mình trong những tình huống bạo lực học đường. Chính vì vậy, chúng ta cần có những sự hiểu biết và kiến thức nhất định để có thể phòng, chống và ngăn chặn nạn bạo lực học đường. Trong video ngày hôm nay, tôi xin hướng dẫn tới các cô giáo và các bậc phụ huynh cách xử lý khi trẻ tranh, giành đồ chơi để khiến trẻ luôn vui vẻ và có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Chúng ta sẽ cùng theo dõi video nhé! Trẻ dưới 6 tuổi rất mẫn cảm với việc bị giành đồ chơi. Trẻ sẽ cảm thấy bị xâm phạm hoặc bị ép khi phải nhường đồ chơi cho bạn khác. Trẻ sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng để giành lại đồ chơi của mình. Cũng như người lớn bảo vệ tài sản của mình vậy, quyền sở hữu đồ chơi của trẻ cũng cần được tôn trọng. Khi quyền đó bị xâm phạm, trẻ sẽ có xu hướng phản kháng lại. Đầu tiên, trẻ sẽ khóc ầm lên, sau đó có thể đánh nhau, gây thương tích cả về tâm lý và có thể trẻ sẽ bị tổn thương vì không nhận được sự ủng hộ của người lớn và cảm thấy bị mất lạc. Dần dần, trẻ sẽ nóng nảy, bướng bỉnh và tự ti hơn. Các bước xử lý khuyến nghị trong tình huống này như sau. Bước 1, câu hỏi đầu tiên chúng ta cần đưa ra đó chính là: món đồ chơi này của ai? Câu hỏi này sẽ ngay lập tức khiến trẻ bình tĩnh lại và khiến cho quyền sở hữu của trẻ được công nhận. Từ đó, trẻ cũng sẽ giảm bớt tính phản kháng và sự tranh giành. Bước 2, chúng ta có thể hướng trẻ bằng cách rủ bạn cùng chơi hoặc là nhường đồ chơi cho bạn. Bước 3, cần tuyệt đối tôn trọng quyền quyết định ở trẻ. Nếu trẻ không đồng ý nhường nhịn đồ chơi, chúng ta không được cưỡng ép. Vì khi cưỡng ép, trẻ sẽ nảy sinh sự cáu bẳn, tự ti. Bước 4, chúng ta cần yêu cầu trẻ: nếu con vẫn muốn chơi đồ chơi này, vậy hãy đợi bạn chơi xong. Còn khi trẻ vẫn kiên quyết muốn chơi, thì chúng ta cần yêu cầu trẻ: con hãy đợi bạn chơi xong rồi hãy chơi nhé. Rất nhiều khi, những mâu thuẫn, những tranh chấp đồ chơi nhỏ thường được giải quyết một cách dễ dàng bằng cách bạn có thể thu hút trẻ với một món đồ chơi khác thú vị hơn. Chúng ta sẽ theo dõi clip để xem cô Hồng Hạnh xử lý tình huống nhé. Chúng ta cần trang bị cho trẻ và trang bị cho chính bản thân chúng ta
những kiến thức và sự hiểu biết để có thể ngăn chặn và phòng chống nạn bạo lực học đường, để trẻ thơ luôn vui vẻ khi đến trường và để mái trường sẽ luôn là ngôi nhà thứ hai thân yêu của trẻ, cho trẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc và những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.